Đã tới đây rồi á là phải ăn nhiều vô nghe không? Dạ, con cảm ơn cô. Nè, ăn thêm nè con. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Ừ. Ăn rau nữa nè. Dạ. Rau nhà trồng dạ, con cảm ơn. Rất là an toàn đó. Con cảm ơn cô. Anh ăn miếng sườn đi cho bổ xương. Cảm ơn em. Nè con, ăn thêm miếng cá, ăn thêm miếng cá. Đây 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 đây. Đây 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 nè. Canh. Chan canh vô, ăn cho dễ. Dạ con cảm ơn. Ba mẹ, ba mẹ tưởng Nam Phong là heo hay sao? Mà gấp hết cái này đến cái kia vô vậy? Không sao đâu, mình đỡ phải gấp nhiều lần mà. Đúng rồi đó con đó. Thanh niên là phải ăn cho nhiều mới có sức làm việc. Ăn thêm miếng thịt nữa con ha. Dạ. Nè. À, mà lát hồi gia đình mình chụp hình chung với nhau đi ha. Ờ à, đúng rồi. Năm nào mà kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ thì nhà mình cũng phải chụp hình ha. Ủa, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cô chú hả? Ừ, đúng rồi con. Dạ, con xin lỗi. Con không biết nên con không có quà cho cô chú. Thôi con ơi, khách sáo làm cái gì, người nhà hết mà. Ăn đi, ăn đi. Nè, ăn đi con. Dạ, đó. Con cảm ơn ạ. Ăn đi, ăn đi. Nữa nè. Dạ, cảm ơn cô. Anh ăn miếng sườn đi cho bổ sườn. Ô, anh Nam Phong cao quá à. Mất đầu rồi kìa, anh lùng lùng xuống đi. Con rể ngồi thấp xuống. Ừ, tại sao lại gọi là con rể vậy? Ê, anh rể với chị Chi ngồi xích vừa nha. 1, 2, 3, cười.